Mến chào và xin cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Tiến Dũng Audio Sài Gòn là một kênh chuyên test và review cũng như hướng dẫn chia sẻ về kỹ thuật chơi audio được cập nhật liên tục hàng ngày vào lúc 11 giờ trưa trên kênh YouTube Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình làm việc và phục vụ khách hàng, những anh em đam mê audio rất thường xuyên hỏi Tiến Dũng về chủ đề nguồn phát. Các câu hỏi gần đây Tiến Dũng nhận được nhiều nhất đó là: tôi nên đầu tư một chiếc đầu giải mã DAC hàng bãi nội địa Nhật hay tôi nên đầu tư một chiếc đầu giải mã DAC 32 bit thế hệ mới nhất chuẩn Harrets Audio tân thời nhất hiện nay? Chính vì vậy, video ngày hôm nay Tiến Dũng sẽ test và so sánh hai thiết bị đầu giải mã DAC hàng bãi nội địa Nhật và đầu giải mã DAC thế hệ mới nhất 32 bit. Xin mời quý vị và các bạn quan tâm chúng ta cùng theo dõi. Video ngày hôm nay Tiến Dũng sẽ chia ra làm 3 phần. Và đầu tiên thì Tiến Dũng sẽ sơ lược với quý vị và các bạn về công năng, nhiệm vụ cũng như là tầm quan trọng của một chiếc đầu giải mã DAC. Đoạn thứ hai, Tiến Dũng sẽ test so sánh hai mẫu đầu giải mã DAC đang được ưu chuộng nhất trên thị trường hiện nay. Và ở đoạn thứ ba, đoạn cuối của video này thì Tiến Dũng sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về các ý kiến, đánh giá, góc nhìn cá nhân của mình. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu video ngay bây giờ. Thưa quý vị và các bạn, nguồn phát là một nơi rất quan trọng, nơi đầu tiên phát ra âm thanh thì chúng ta gọi là nguồn phát. Với những thiết bị như hồi xưa chúng ta sử dụng nguồn phát là đầu băng hoặc là đầu đĩa, và những đầu băng và đầu đĩa cho đến ngày nay nó đã lỗi thời, là bởi vì băng và đĩa nó rất hiếm trên thị trường, chúng ta gần như không thể mua được những băng, những đĩa gốc. Chính vì vậy, đầu giải mã DC ra đời. Đầu giải mã DC được viết tắt từ 3 chữ Digital to Analog Converter, thiết bị biến đổi tín hiệu dạng số sang dạng analog. Chúng ta có thể hiểu đơn giản đầu giải mã DC giống như một chiếc đầu đĩa. Hồi xưa chúng ta mua một chiếc đầu đĩa và bỏ đĩa vào thì ổ đĩa sẽ đọc những tín hiệu số ở trên đĩa, và sau đó bên trong cái đầu đĩa có chip giải mã DC và sẽ giải mã chuyển đổi từ dạng số sang dạng analog. Tương tự như vậy thì một chiếc đầu giải mã DC nó sẽ tiếp nhận tín hiệu số từ các cổng optical của TV, cổng USB của máy tính hoặc cổng Bluetooth của điện thoại, sau đó giải mã tín hiệu số này và chuyển đổi thành tín hiệu analog. Từ đây chúng ta có được nguồn âm thanh dạng analog, dạng âm thanh tương tự, và chúng ta có thể kết nối xuống dàn nghe nhạc hoặc dàn hát karaoke. Bất cứ dàn âm thanh nào khi chúng ta muốn nghe nhạc online, hát karaoke online và nghe nhạc chất lượng cao thì chúng ta cũng cần phải có một chiếc đầu giải mã DC. Và một chiếc đầu giải mã DC là phần nguồn phát sẽ quyết định đến 30% chất lượng âm thanh trên tổng bộ dàn. Trước mặt quý vị và các bạn là hai chiếc đầu giải mã DC Tiến Dũng đang để ở đây để làm ví dụ cũng như là test âm thanh. Một chiếc đầu giải mã DC thế hệ mới bây giờ, dù là hàng bãi mới hay là hàng thế hệ mới, hàng chính hãng mới, thì cái vóc dáng của nó thường đã được các nhà sản xuất thiết kế nhỏ gọn hơn rất nhiều so với những chiếc đầu đĩa CD hay là những chiếc đầu băng thông thường. Trước mặt quý vị và các bạn, tôi đang để đây là hai chiếc. Chiếc ở bên tay trái màn hình quý vị đó là chiếc đầu giải mã DC, chúng ta gọi là đầu DAC, chiếc đầu DAC Lussmann model DA100. Đây là một mẫu đầu DAC cao cấp của thương hiệu Lussmann đến từ Nhật Bản. Chiếc này là hàng bãi nội địa Nhật. Đây là một chiếc đầu giải mã DC chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp tức là nó sinh ra chỉ để mỗi một việc là giải mã tín hiệu dạng số sang dạng analog. Một số các thiết bị đầu giải mã tích hợp thì quý vị có thể hiểu là đầu đĩa CD hoặc đầu đĩa MD, tức là đầu mini disc có tích hợp phần giải mã DC. Những thiết bị này là những đầu giải mã DC tích hợp này thì âm thanh sẽ không tốt bằng so với những đầu giải mã DC chuyên nghiệp. Dĩ nhiên khi so sánh những thiết bị với nhau thì chúng ta nên so sánh là cùng tầm tiền và cùng đẳng cấp, phải không nào? Với chiếc Lussmann model DA100 của thương hiệu Lussmann được ra đời khoảng cỡ năm 2010-2012. Đây là một thiết bị khá mới của thương hiệu Lussmann, với vóc dáng khá nhỏ gọn, và đây là giao thức phía mặt sau. Chiếc này sử dụng điện 100V và tiếp nhận tín hiệu dạng số ở 3 cổng: cổng Optical In, cổng Cosan In và cổng USB In. Đối với cổng Optical là cổng quang từ TV Ethernet, chúng ta có thể kết nối từ TV Ethernet vào đây. Cổng Cosan chúng ta có thể kết nối từ đầu CD vào đây, và cổng USB này chỉ có thể giải mã âm thanh từ máy tính mà thôi, xuất ra ở dạng analog ở đây.
Và phía bên đây là một chiếc đầu giải mã DC thế hệ mới nhất của thương hiệu Tobin, đó chính là Tobin DX5. Đây là một chiếc đầu giải mã DC có phân khúc giá thị trường khoảng 12 triệu, tương ứng với một chiếc đầu second hand hàng bãi của nội địa Nhật cũng mức giá khoảng 12 triệu, đó là Lusman DA100. Với chiếc này thì những công năng nó sẽ như sau: tiếp nhận nguồn điện autovolt tức là từ 110 cho đến 240V, cổng optical từ TV, cổng USB từ máy tính. Một điều khác biệt là cổng USB thế hệ mới thì chúng ta có thể kết nối với điện thoại di động, còn cổng USB của những thiết bị đầu giải mã hàng bãi thì chúng ta chỉ có thể kết nối với máy tính mà thôi. Một phần khác nữa là chiếc đầu giải mã DC thế hệ mới của thương hiệu Tobin thì còn được trang bị thêm một cổng Bluetooth, tức là bắt sóng Bluetooth 5.0 96 kb. Thiết bị này cũng có cổng coaxial và thiết bị này xuất ra ở hai cổng analog, một cổng là RCA và một cổng là ba lăng. Hai cổng này sẽ xuất ra đồng thời cùng một lúc, chúng ta có thể kết nối đến hai dàn âm thanh một lúc. Đó là những điều rất cơ bản về những chiếc đầu giải mã DC hiện nay. Với chiếc Lusman model DA100, chiếc này có chip giải mã là PCM loại 24 bit. Còn đối với những chiếc đầu giải mã DC thế hệ mới thì những tiêu chuẩn đã cao hơn rất nhiều. Ví dụ như quý vị có thể kể đến là tiêu chuẩn Hi-Res Audio là tiêu chuẩn chất lượng âm thanh cao cấp. Tiêu chuẩn Hi-Res Audio Wireless là tiêu chuẩn bắt sóng không dây wireless cao cấp. Và tiêu chuẩn MQA, đây là những tiêu chuẩn khắt khe nhất và cao cấp nhất của những thiết bị âm thanh số tại thời điểm này năm 2023. Đó là những vấn đề cơ bản của những chiếc đầu giải mã DC. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng test âm thanh của hai chiếc đầu giải mã DC này. Thì Dũng sẽ kết nối từ TV Internet vào một trong hai chiếc đầu này và sau đó bật chuyển mạch của chiếc âm ly Lusman này để chúng ta có thể so sánh giữa hai chiếc đầu giải mã này. Trước khi đến với phần test âm thanh thì Dũng xin phép giới thiệu đến quý vị và các bạn về trang web chính thức của shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn, đó chính là tiendungaudio.com. Trang web tiendungaudio.com được cập nhật liên tục các sản phẩm audio chính hãng tuyển chọn như đầu giải mã DC 32 bit nhạc chất lượng cao, loa Bluetooth thế hệ mới nhất, loa nghe nhạc, âm ly, thiết bị karaoke. Lưu ý, để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng, quý vị xem tại website chính thức tiendungaudio.com có dấu tích xanh do Bộ Công Thương cấp với mã số thuế là 843-411-6795. Hoặc quý vị cũng có thể theo dõi chúng tôi trên YouTube và Facebook Tiến Dũng Audio Sài Gòn, được cập nhật liên tục hàng ngày vào lúc 11 giờ trưa. Đường link tôi có để phía dưới phần mô tả. Xin cảm ơn. Bây giờ tôi sẽ kết nối hai thiết bị đầu giải mã DC này với chiếc âm ly Lusman và chiếc TV Internet tôi đang treo ở trên tường. Chúng ta sẽ nghe với chiếc đầu giải mã DC Lusman model DA100 hàng nội địa Nhật trước. Sau đó chúng ta sẽ rời dây sang, bật chuyển mạch sang chiếc đầu giải mã DC Tobin DX5. Quý vị và các bạn hãy nhớ bấm đăng ký kênh của Tiến Dũng để thường xuyên nhận được những video mới nhất do tôi thực hiện hàng ngày vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày. Những video test âm thanh, những video hướng dẫn chia sẻ về kỹ thuật chơi audio và những video review về sản phẩm. Hai thiết bị này chúng ta đều có thể kết nối với TV Internet sử dụng để nghe nhạc và hát karaoke. Chúng ta sẽ test âm thanh của chiếc đầu Lusman DA100 trước. Quý vị và các bạn đang nghe âm thanh của chiếc đầu Lusman model DA100. Chiếc này có phân khúc giá thị trường khoảng 12 triệu. Lần thôi chuyện tình hợp.
Đó là hai đoạn nhạc rất giống nhau, gần như chúng ta không thể nhận ra được, phải không nào? Với chiếc đàn Lussmann DA100 mức giá hàng second hand đẹp khoảng 12 triệu. Còn đối với chiếc đàn Tobin DX5 với mức giá là khoảng 11.500.000 thì đây là hai phân khúc giá của nó khá giống nhau. Và cũng có rất nhiều những quý vị và các bạn, những anh em đam mê audio hỏi Thế Dũng là với những chiếc đàn thế hệ mới như vậy thì liệu khi chúng ta nghe nhạc vàng nó có hay hay là không? Thì chúng ta sẽ đưa tới đây sẽ test một đoạn nhạc vàng với âm thanh chất lượng cao để quý vị và các bạn cùng trải nghiệm. Tôi đang sử dụng một chiếc cáp USB kết nối với cáp OTG để kết nối với điện thoại và chúng ta sẽ nghe nhạc chất lượng cao, nhạc lossless. Chúng ta sẽ chuyển mạch sang vị trí USB. Với chiếc đầu Tobin DX5 này thì chúng ta có thể kết nối với điện thoại bằng cách này hoặc bằng cách là kết nối với sóng Bluetooth. Còn đối với những chiếc đầu Lussmann DA100 của thương hiệu Lussmann hoặc những chiếc tương tự thì chúng ta chỉ có thể kết nối với TV mà thôi. Chúng ta đang nghe nhạc chất lượng cao từ một chiếc điện thoại di động. Và các bạn vừa nghe một đoạn nhạc vàng rất tuyệt vời của ca sĩ Hoàng Oanh do chiếc đầu giải mã DC Tobin DX5 giải mã nhạc lossless. Đó là những âm thanh rất tuyệt vời và rất rõ nét của hai thiết bị đầu giải mã DC. Một cái là đầu giải mã DC hàng bãi nội địa Nhật và một cái là đầu giải mã DC hàng của Trung Quốc sản xuất cho thị trường Mỹ và thị trường châu Âu, dấu chuẩn CE và FE. Đây là những tiêu chuẩn khắt khe nhất về các thiết bị điện tử tại thời điểm này trên toàn cầu. Với đoạn nhạc đầu tiên thì chiếc đầu Lussmann cho âm thanh rõ nét rất hay. Và đoạn nhạc thứ hai thì chúng ta so sánh với Tobin DX5 thì với hai đoạn nhạc này chúng ta gần như không thể phân biệt được. Ngay cả chính Tiến Dũng đang ngồi tại đây, phòng máy này và với những thiết bị loa đắt tiền như thế này là L65 Dubai. Thì nếu chúng ta nghe kỹ một chút thì tiếng chép của các thế hệ mới như là Tobin DX5 cho tính chép rõ nét hơn. Còn với hai giải trung âm và chép thì âm thanh của nó Tiến Dũng đánh giá là xem với nhau, ngang tầm với nhau. Đó là về âm thanh. Còn đối với việc so sánh này thì nó cũng hơi thiệt thòi cho Tobin DX5 là bởi vì chiếc Lussmann DA100 khi xuất xưởng
nó khoảng trên 20 triệu, gần 30 triệu, tức là giá của nó khoảng gấp đôi so với chiếc đầu Topping DX5. Tuy nhiên thì đối với hàng second hand thì tại thời điểm này nó chỉ khoảng 12 triệu mà thôi, chứ nó không đến hai mấy triệu như là lúc mới đập hộp nữa. Và đối với các ưu điểm, nhược điểm của các thiết bị này thì Tiến Dũng sơ lược với quý vị và các bạn là theo quan điểm cá nhân của tôi như sau. Đối với chiếc đầu Lussmann thì không còn bàn cãi gì nữa. Đây là một thương hiệu rất nổi tiếng về thiết bị audio trên toàn cầu do hãng Lussmann Nhật Bản sản xuất. Với những chiếc thế hệ mới như thế này, đây là một phân khúc giá khá bình dân của chiếc Lussmann. Còn đối với những thiết bị cao cấp hơn như là Lussmann DA200 hay là DA250 hay là DA06 thì những thiết bị này cao cấp và đắt tiền hơn rất nhiều. Khi chúng ta so sánh những thiết bị với nhau thì chúng ta nên so sánh là ngang tầm giá thì như vậy nó mới công bằng, phải không nào? Chiếc Lussmann DA100 thì lợi thế là thương hiệu của nó rất nổi tiếng và được sản xuất tại Nhật. Sản xuất tại Nhật, Made in Japan thì đây là một điều mà rất nhiều các anh em đam mê audio quan tâm, là bởi vì Made in Japan thì luôn luôn làm cho chúng ta an tâm hơn, phải không nào? Và với nhược điểm của sản phẩm này thì với chiếc Lussmann model DA100 này thì chúng ta sử dụng nguồn điện là 100V. Rất nhiều các anh em sử dụng các thiết bị mới là 220, 230V thì sẽ không thích điều này. Tuy nhiên thì đối với những anh em chơi hàng bãi thì vấn đề 100V nó cũng không phải là vấn đề gì lắm. Cái nhược điểm thứ hai của Lussmann DA100 là chúng ta chỉ có thể kết nối cổng USB với máy tính mà thôi, chứ chúng ta không kết nối được với điện thoại di động như là kết nối nhạc chất lượng cao từ app Spotify như Tiến Dũng vừa kết nối ở đây. Và một điều nữa là nó không có chức năng thu sóng Bluetooth, tức là kết nối không dây từ điện thoại di động. Thì đây là những điểm trừ khá đáng tiếc của một chiếc đầu giải mã DC. Những chiếc này được sản xuất vào khoảng những năm 2010-2012, là những thế hệ khá mới của thương hiệu Lussmann nói riêng và các thương hiệu thiết bị điện tử hàng nội địa Nhật nói chung. Và một điều nữa là với những chiếc hàng cũ như vậy thì đối với các chip giải mã tại thời điểm đó, tức là năm 2012 đổ về trước, thì nó chỉ sử dụng là 24 bit mà thôi. Dĩ nhiên là khi chúng ta kết nối với TV hay là kết nối với điện thoại thông thường thì 24 bit là rất đủ rồi. Tuy nhiên khi chúng ta có những file nhạc cao cấp như là nhạc Hi-Res Audio hay là nhạc MQA thì những chiếc đầu giải mã DC thế hệ cũ kiểu như nội địa Nhật như thế này nó sẽ không làm việc được với chất lượng âm thanh cao như vậy, độ sắc nét, độ phân giải cao như vậy. Còn đối với một chiếc đầu giải mã DC thế hệ mới của thương hiệu Topping hoặc là những thiết bị Tiến Dũng đang để đây để làm ví dụ như là Fio hay là iFi, thì đây là những thiết bị thế hệ mới nhất hiện nay. Một cái nhược điểm mà Tiến Dũng để ý là có rất nhiều các anh em ngại về cái Made in của sản phẩm này. Với những sản phẩm này thì đều được sản xuất tại Trung Quốc. Tuy nhiên thì quý vị và các bạn sẽ để ý là với những thiết bị sản xuất ở Trung Quốc hay ở bất cứ nước nào mà có tiêu chuẩn CE và tiêu chuẩn FC, đây là hai tiêu chuẩn khắt khe nhất của Mỹ và của châu Âu trên toàn cầu về thiết bị điện tử. Khi đã có tiêu chuẩn CE và FC thì quý vị và các bạn sẽ hoàn toàn yên tâm về chất lượng độ bền cũng như là về chất lượng âm thanh. Đó là về nhược điểm, tức là xuất xứ Made in China nhiều anh em không thích. Và những ưu điểm của thiết bị này thì chúng ta có thể kể đến là thứ nhất là bắt sóng không dây Bluetooth 5.0 96 kb. Đây là một sự rất tiện lợi, chúng ta có thể kết nối từ điện thoại di động mà không cần phải kết nối dây. Cái thứ hai là nó sử dụng những chip giải mã 9038AS, là những chip giải mã 32 bit thế hệ mới nhất hiện nay. Như chiếc Topping DX5 này sử dụng đến 2 chip, cho nên âm thanh của nó sẽ rất tuyệt vời khi chúng ta nghe nhạc chất lượng cao hoặc là khi chúng ta kết nối với TV để nghe nhạc, thưởng thức karaoke vân vân. Một cái ưu điểm nữa là chúng ta có thể kết nối cái cáp USB này với máy tính và thông qua cáp OTG chúng ta có thể kết nối với điện thoại, thì như vậy chúng ta sẽ rất tiện lợi về vấn đề đa nhiệm, khả năng kết nối với nhiều thiết bị nó rất tiện lợi. Rất nhiều các anh em sử dụng với TV Ethernet thì nói là tôi chỉ cần chơi với cổng quang optical mà thôi. Tuy nhiên thì có rất nhiều anh em muốn nghe nhạc chất lượng cao, muốn có một âm thanh tốt hơn thì chúng ta cần phải kết nối với điện thoại hoặc kết nối với máy tính để nghe nhạc lossless và nhạc chất lượng cao. Thì với những chiếc đầu giải mã DC thế hệ mới nhất chúng ta mới làm được việc này. Còn với những thế hệ cũ thì chúng ta lại không làm được việc này. Thì còn một điều nữa là với những chiếc đầu giải mã DC mới, thế hệ mới bây giờ thì thông thường sẽ là
nguồn autovolt tức là 100V cho đến 240V. Những hãng bây giờ sẽ những hãng như là Tobin hay là Fio hay là iFi thì đều sản xuất những sản phẩm này đi thị trường Mỹ và thị trường châu Âu, cho nên nó sẽ là autovolt. Một điều nữa là chúng ta thấy ở đây là hãng sử dụng với cáp kết nối là xuất ra ở hai cổng âm thanh, chúng ta có thể kết nối đến hai dàn âm thanh cùng một lúc. Ngoài ra thì với cổng va lăng này thì âm thanh nó sẽ tốt hơn đáng kể so với cổng RCA. Và dĩ nhiên là với các tiêu chuẩn như là CE và FC thì Dũng vừa chia sẻ với quý vị và các bạn thì cái độ bền, cái tính ổn định nó sẽ rất cao, nó hoàn toàn không thua kém gì những thiết bị của Nhật. Với những hàng mới như thế này chúng ta được bảo hành tới 12 tháng do nhà sản xuất thì nó sẽ an tâm hơn rất nhiều so với những hàng bãi, hàng cũ thì các shop thường đứng ra bảo hành là một tháng mà thôi. Thì trên đây là những ý kiến chia sẻ của cá nhân Tiến Dũng về hai thiết bị đầu giải mã DC hàng bãi nội địa Nhật và đầu giải mã DC thế hệ mới. Đối với cá nhân tôi thì tôi sẽ với cùng một tầm tiền thì tôi sẽ lựa chọn với những thiết bị đời mới để có thể kết nối được với nhiều thiết bị hơn, để có nhiều cổng ra hơn, và với chip giải mã của nó đến 32 bit chúng ta sẽ hoàn toàn có thể nghe được nhạc MQA và nhạc Hi-Res Audio. Còn quý vị và các bạn có đánh giá như thế nào về hai thiết bị này, hãy để lại bình luận của mình phía dưới phần bình luận. Cuối cùng Tiến Dũng xin kết thúc video đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt.